hai ba. Làm đi. Tao bạn không nghe. Tao bạn không nghe. Vinh Đích. Ơi. Tắm hồ bơi đây sao? Không biết bơi. Không biết bơi ngồi chỗ không à. Ngồi chỗ nổ mắt. Ồ sao không rồi? Không. Không ơi. Ừ, Phỏng vấn ơi, tắm hồ bơi thấy sao? Thấy vui không? Tao bị nhấn nước mãi giờ đâm sân lần không có vui. Lên clip á. Lên clip nói chuyện đàng hoàng dễ thương mãi. Sao nãy giờ tắm hồ bơi vui không? Vui. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Rồi muốn tắm nữa không? Tắm. Sao hôm qua ngồi chị ít để cho bả ngồi mình hả? Tại vì bả không bơi nó ngồi. Không, nó không biết bơi mà nãy giờ vẫn tập bơi bình thường. Trời ơi, trời nó lặn rồi, trời ơi, trời lặn rồi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Rồi xong, ba ngày sau nổi lên. Rồi tắm cái gì là về đen hết. Bình thường là heo nhà đúng không? Tắm xong là thành heo mỏi. Heo rừng ba. Heo mỏi, heo rừng có hai nanh má ơi. Thân sinh gái không mọi người? Nhìn như heo mỏi, lộn, xin lỗi. Rồi, lặn coi không? Rồi xong chìm luôn rồi, em lặn qua một tiếng sau nổi lên á. Xuống tắm đi, ở đây làm gì? Tắm biết bơi. Tắm biết bơi, tập bơi. Nào lấy điện thoại selfie đi.